Trung thu là một lễ hội truyền thống ở các nước đồng văn như Trung Quốc, Nhật Bản, Hàn Quốc và Việt Nam. Duy chỉ có Việt Nam thì Trung thu mới mang ý nghĩa là Tết thiếu nhi. Bao năm qua đã có biết bao nhiêu thế hệ thích thú với lồng đèn Trung thu, nhưng ít ai biết được lồng đèn Trung thu xuất phát từ đâu và khi nào. Truyền thuyết kể rằng vào thời Đường bên Trung Hoa, vào thời Tống theo Phan Kế Bính, có con cá chép tinh, mỗi năm đến tối rằm tháng 8, con ngư tinh vào kinh đô Trà Ngang bắt người dân để ăn thịt. Triều đình nhà Đường nghĩ ra một kế là dạy cho người dân Trà Ngang làm đèn lồng hình con cá chép bằng khung tre, phết giấy hay vải lụa để đêm Trung thu đem ra treo trước nhà. Con ngư tinh thấy thế tưởng đồng loại đã đến những chỗ ấy nên bỏ đi. Tục lệ này dần lan ra mọi nơi trong nước và thành lệ mỗi năm. Nước ta lúc bấy giờ còn bị lệ thuộc vào nhà Đường, cho nên phải tiếp thu phong tục làm đèn lồng hình con cá này từ giai đoạn đó. Mông Cổ xâm chiếm vào Trung Hoa đời nhà Tống năm 1279, bắt bãi bỏ nhiều văn hóa phong tục cũ của người bản địa. Và tục lệ làm đèn con cá chép cũng bị phế bỏ từ đó. Trong khi đó, Việt Nam đã ngăn cản được các cuộc xâm lược của quân Nguyên Mông, cho nên chúng ta vẫn giữ được nền tự chủ và các phong tục cũ, trong đó có việc làm đèn lồng Trung thu. Ngày xưa ở Bắc Bộ có nhiều nơi làm đèn Trung thu cho trẻ em, nhưng nổi bật nhất phải kể đến là làng Báo Đáp ở Nam Trực, Nam Định. Người làng Báo Đáp làm đèn Trung thu bài bản và quy mô hơn mọi nơi. Có thể nói nếu Bát Tràng nổi tiếng với đồ gốm, Vạn Phúc nổi tiếng với vải lụa, thì Báo Đáp được biết đến là làng đèn Trung thu lừng danh. Các biến động chính trị, lịch sử đã làm nghệ thuật làm lồng đèn Trung thu cổ truyền quý báu gần như biến mất từ lâu ở miền Bắc, ngót nghét cũng hơn một thế kỷ. Nếu đến trực tiếp làng Báo Đáp Nam Trực Nam Định ngày nay cũng không còn tư liệu về những loại cổ đăng. Nhưng thật may là rất nhiều người dân làng Báo Đáp di cư vào Sài Gòn hồi giữa thập niên 1950 đã tụ họp và lập ra xóm Phú Bình hiện ở quận Tân Phú và quận 11, tiếp tục làm nghề lồng đèn. Tất cả đèn Trung thu của Sài Gòn và các tỉnh miền Nam từ hơn nửa thế kỷ nay đều được sản xuất từ xóm Phú Bình. Nhưng các loại đèn cầu kỳ tinh xảo cổ xưa cũng đã bị thất truyền ở Sài Gòn từ vài ba chục năm nay. May mắn khi xem được một số hình ảnh ít ỏi về đèn Trung thu Báo Đáp xưa, lần mò nhiều tài liệu và phát hiện ra nghệ nhân Tò He Đặng Văn Hậu. Có những hình ảnh quý báu về đèn cổ Báo Đáp, may mắn hơn hết là gặp được nghệ nhân Trọng Bình, con trai của cụ nghệ nhân Trọng Văn, và nhà nghiên cứu Trịnh Bách đang thực hiện dự án khôi phục lại đèn Trung thu Báo Đáp từ năm 2017 cho đến nay. Như đất hạn gặp mưa, giúp cho tôi giải đáp được nhiều thắc mắc bấy lâu về cổ đăng Báo Đáp độc đáo này. Theo lời kể của nhà nghiên cứu Trịnh Bách thì việc khôi phục đầu tiên của ông là các lồng đèn Sài Gòn trước 1975, đặc biệt là lồng đèn thỏ con với kỹ thuật dán lông thỏ. Sau đó, nhà nghiên cứu Trịnh Bách và nghệ nhân Trọng Bình lại ấp ủ khôi phục lại những hình ảnh các loại đèn cổ của làng Báo Đáp. Việc khôi phục bắt đầu từ các hình ảnh tư liệu và hiện vật còn lại ở các bảo tàng bên Pháp. Một số rõ ràng được dán bằng loại giấy nhìn giống như giấy bóng kính. Có những đèn cao cấp dán bằng vải lụa mỏng, nhưng phần nhiều được dán giấy nhưng không phải là giấy bóng kính vì cách vẽ theo lối bôi nước nhiều lần, tương tự như tranh thủy mặc trên các đèn này, thì các loại giấy thường đều không chịu nổi. Giấy để làm lồng đèn này là một bí mật khó lý giải, nhưng kỳ lạ thay, khi anh Trọng Bình mang các nguyên vật liệu về để nghiên cứu cách phục chế đèn cổ, thì cụ Trọng Văn dù đã bán thân bất toại sau lần tai biến, bỗng nói to: giấy nhiễu mới là chịu được nước. Rồi cụ bảo anh Bình ra hỏi A Día, một bà già người Hoa, chuyên bán giấy các loại ở chợ Kim Biên từ rất lâu và là bạn thân của gia đình. Chú thích: A Día, người gì?
Người làng báo đáp xưa phần lớn dán đèn trung thu bằng giấy nhiễu và bằng vải. Giấy nhiễu là một loại giấy bên trong trộn vụn tơ hay sợi vải để chịu nước. Sau khi vẽ xong, đèn sẽ được quết một lớp dầu trẩu để chống thấm nước và một lớp dầu bạch tùng để giấy trở thành trong. Khi vào Sài Gòn, các nghệ nhân làm lồng đèn đổi theo phong cách và thị hiếu của các nhà buôn ở chợ lớn mà đổi sang hoàn toàn. Dán đèn lồng bằng giấy bóng kính, thường là màu đỏ vì quan niệm màu đỏ là may mắn, phúc lộc. Cụ Trọng Văn từng cho biết rằng các đèn trung thu có cái khung treo hình tròn bằng tre, bên trên ngày xưa gọi là đèn tàu. Đèn ta hoặc là được treo trực tiếp lên cán tre hoặc được gắn vào khúc tre ở bên dưới đèn. Và cuối cùng, nhà nghiên cứu Trịnh Bách, nghệ nhân Trọng Bình cũng tìm tòi ra được chất liệu và phương pháp để tạo khung, bồi giấy cho các loại đèn, con thú cổ truyền của Việt Nam. Như vậy, lần lượt các lồng đèn phong cách báo đáp như cá hóa lông, cá chép, lồng đèn con cua sống, con cua luộc đã lần lượt trở lại. Hiện nay, các cơ sở sản xuất ở Phú Bình cũng đã bắt đầu theo mẫu mã của gia đình cụ Văn mà làm lại đèn trung thu truyền thống. Dù lúc đầu họ vẫn chỉ làm được những mẫu đơn giản về hình dạng, nhưng số lượng khách đặt hàng đèn trung thu truyền thống từ khắp nơi trong nước, từ Hà Nội đến Cần Thơ và nhiều trường học bắt đầu cho học sinh làm quen và vui rước đèn trung thu cổ truyền. Đèn trung thu cổ truyền của Việt Nam đang tái xuất hiện lại một cách rất tích cực.